số 13 của U23 Qatar, đó là Andrek. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrek. Tiến Dũng. Những tình huống đổ người đúng hướng trước đó, nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng, ta đang bước vào những thời khắc rất đặc biệt. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên, còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á.